Thưa tất cả bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay giá cà phê tại hai sàn cà phê London và New York thì tiếp tục có giảm bà con nha. Xin chào mừng bà con và mọi người đã quay trở lại kênh Đà Phao mình nha. Mình Đà Phao đây, hôm nay ngày thứ 6, mình Đà Phao xin chúc tất cả bà con và mọi người một ngày mới gặp nhiều điều sức khỏe và luôn luôn may mắn nha. Thưa bà con, hôm nay mình sẽ quay trở lại với giá cà phê giá tiêu tại địa phương ở tỉnh xem thị trường ra sao cho bà con tham khảo nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ 6 nha. Thưa tất cả bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ 6 tại sàn cà phê Robusta thì tiếp tục có giảm trở lại bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hạn nhau ngày tháng 5 thì giảm 4 đô xuống còn 2087 USD tấn. Kỳ hạn nhau ngày tháng 7 thì giảm 6 đô. Kỳ hạn nhau ngày tháng 9 và kỳ hạn nhau ngày tháng 11 đều giảm 7 đô bà con nha. Thưa bà con, cùng chiều giảm tại sàn cà phê London thì chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ 6 tại sàn cà phê Arica tiếp tục có giảm bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hạn nhau ngày tháng 5 giảm 1,45 sen xuống còn 223.60 sen trên pound. Kỳ hạn nhau ngày tháng 7 giảm 1,40 sen. Kỳ hạn nhau ngày tháng 9 giảm 1,45 sen. Kỳ hạn nhau ngày tháng 12 giảm 1,35 sen bà con nha. Bây giờ đại phú hào mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bài nhạc cà phê và nhạc tiêu ngày hôm nay tại các địa phương các tỉnh xem thử ra sao bà con nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ 6, ngày 15 tháng 4 năm 2022. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê và giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ 6 tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk.